Đây là hồ sơ về cô Trang và gia đình. Tất cả những gì cháu điều tra được đều nằm hết trong này. Mời chú xem. Tốt. Tuyệt đối không được để ai biết nhé. Dạ vâng. Cháu xin phép. Chủ tịch cho gọi cháu ạ. Mời cô ngồi. Dạ. Cô là một quản lý có năng lực, thông minh, có tự trọng. Vì vậy, chắc tôi sẽ không cần phải nói nhiều. Có hai việc cô cần phải làm ngay và luôn. Thứ nhất, bàn giao công việc và nghỉ làm ở Hoàng Kim. Thứ hai, chia tay với thằng Duy. Cô có điều kiện như thế nào thì cứ nói với tôi. Còn lý do, tôi sẽ không nói lại nữa. Việc thứ nhất, cháu đã nộp đơn xin nghỉ việc ở Hoàng Kim và đang chờ bàn giao công việc. Kể từ bây giờ, chủ tịch là sếp cũ của cháu. Còn về chuyện tình cảm, đó là chuyện cá nhân. Cho nên cháu không có ý định phải nghe theo sự sắp đặt của ai hết ạ. Cô nên nhớ tôi là bố của thằng Duy. Tôi không nhận con gái của cô em dâu mình làm con dâu. Hay vì tiền mà cô bất chấp tất cả, giống như mẹ cô bất chấp bỏ rơi cô. Vì bất cứ điều gì, cháu cũng sẽ không dễ dàng bỏ rơi những người mà cháu yêu thương. Chính vì vậy, chủ tịch không cần phải kích động cháu ạ. Ngay từ khi tôi gọi cô từ Nhật Bản về, thực tâm tôi cũng muốn bồi đắp cho cô, phát triển cô. Bởi vì cô có tham vọng, có dã tâm. Với lại chính cô cũng đang thèm thuồng cái ghế tổng giám đốc còn gì. Có lẽ là chủ tịch đã nhầm rồi ạ. Kể từ ngày bị chủ tịch chia rẽ, khiến cho mẹ ruột của cháu phải bỏ cháu ở lại. Cho dù còn nhỏ tuổi, nhưng cháu đã vạch ra mục tiêu của cuộc đời mình. Thứ nhất, lớn thật nhanh. Thứ hai, đi tìm mẹ. Và thứ ba, là bảo vệ mẹ. Chính vì vậy, khi chủ tịch hứa hẹn sẽ đặt cháu vào chiếc ghế của tổng giám đốc, thì mục tiêu mà cháu quay trở lại không phải là vì chiếc ghế đó, mà chính là vì cho dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, cháu cũng sẽ bảo vệ được mẹ của cháu. Hai mẹ con các người đều lớn tiếng đòi bảo vệ nhau. Tôi không muốn đấu với đàn bà, nhưng nếu nó là cái gai trước mắt tôi, nhất định tôi sẽ nhổ. Vâng, mẹ con cháu đã sẵn sàng ạ. Cháu cũng không quên khi xưa, chính chủ tịch là người đã khiến hai mẹ con cháu ly tán. Vì vậy cho nên cô muốn tính sổ với tôi bằng cách kết hôn với thằng con trai tôi chứ gì? Chuyện nào ra chuyện đó ạ. Duy cũng đâu có liên quan tới tất cả những chuyện này ạ. Mẹ nào con ấy, miệng có gan có thép lắm. Ra giá đi. Muốn bao nhiêu để cô buông tha thằng con trai tôi? Bố thôi đi. Sẽ không một ai có thể ngăn cản con với Trang đâu ạ. Cho nên bố hãy dừng lại đi. Thằng ngu, mày muốn cả cái cơ nghiệp này sụp đổ vì hai con đàn bà? Bố cũng được sinh ra từ một người đàn bà đấy ạ. Cho nên bố hãy học cách tôn trọng họ được không? Hả?
Bắt đầu từ hôm nay, con và Trang sẽ rời khỏi Hoàng Kim. Nếu như bố làm bất cứ việc gì ảnh hưởng đến chúng con, đến mẹ Nhung, thì bố hãy coi như không có thằng con trai này. Mày nói gì?